thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện tuyến du lịch đường sông từ bến Trương Dương Độ, Bát Tràng, Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hưng Yên và tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch đường sông, từng bước hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch đêm, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, sản phẩm du lịch thể thao và sản phẩm du lịch golf. Đây chính là một trong những điểm đáng chú ý trong chủ trương xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, khẳng định là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện du lịch thủ đô, đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch, đảm bảo tính bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, thủ đô Hà Nội đón và phục vụ trên 30 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt trên 130.000 tỷ đồng.